Đây là cái dây dàn anten này các bạn. Dàn anten này cắm mình cắm vào cái anten bình thường như ngày trước nha. Anten đấy, cắm vào cái dây anten bình thường như ngày xưa mình xài như những cái anten bình thường nhưng ngày trước đó. Rồi, hôm nay mình xin nhắc lại sẽ hướng dẫn mọi người cài cái chương trình số hóa truyền hình. Gọi là số hóa truyền hình nhưng mà đây vào phần TV này. Sau khi đã cắm dàn các bạn vào phần TV này. Xúc phạm tới tinh thần tự tôn của Trung Quốc. Đấy. Đây rất nhiều kênh này. 20% lợi nhuận của Apple đang đến từ thị trường Trung Quốc. Và giờ đây nếu không cẩn thận, con số này sẽ có thể đấy, rơi về không. Rất là nhiều kênh các bạn. Rất nhiều kênh này. Chỉ là một trận cảm cúm đối với Apple. Nhưng đối tượng phá hoại ném nhiều túi sơn lên tường nhà Quốc hội. Đấy, khi các bạn mới các bạn à đây các bạn bấm nút menu này ở trên remote các bạn khi chưa cắm dàn anten các bạn bấm nút menu xong các bạn chuyển sang bắt đầu dò kênh các bạn chuyển sang cái dò tự động này các bạn dò tự động này. Đấy, TV nhà ai mà có nó có cái chức năng bắt truyền hình kỹ thuật số nó sẽ báo như này các bạn. Kênh kỹ thuật số này. Truyền hình kỹ thuật số này. Đấy thì các bạn sẽ dò được nha. Rồi. Mình vào chế độ dò tự động này. Vào phần cài đặt này các bạn thấy phần cài đặt không? Đấy, dò kênh tự động. Tất cả các TV đều có chữ menu trên remote các bạn bấm chứ trên remote là chữ menu. Xong các bạn vào phần cài đặt cái đó. Dò kênh DVB2. Đấy. Truyền hình số và analog. Analog này là cái kênh analog là cái kênh truyền hình ngày trước đấy. Truyền hình ngày trước mà các bạn có cái dàn mà hay xoay ấy. Xoay bây giờ nó có sóng rồi nó sẽ nó nhiễu gọi nó dần sóng đó. Là cái truyền hình ngày xưa đấy nó hay bị như vậy. Còn cái truyền hình bây giờ là truyền hình số nó sẽ không bị như thế nha các bạn. Bây giờ truyền hình số là nó sẽ không bị cái kênh này nếu mà nó bắt được á thì nó nét luôn, còn không bắt được thì nó sẽ mất hình chứ nó không có gọi là muỗi như ngày xưa ấy. Đấy, các bạn vào đây DVB2, TV nhà ai có cái DVB2 để tích hợp sẵn thì nó sẽ vào đây mình dò. Rồi mình xuống chế độ bắt đầu dò này. Đấy. TV nhà mình là TV Toshiba nhé các bạn. TV Toshiba. Dò quá trình dò này nó cũng phải mất khoảng 50 phút gì đấy. Đấy. Quá trình dò này cũng phải mất khoảng 50 phút đó. Rồi. Thì trong khi cái TV này dò mình sẽ nói tại sao hôm nay mình hướng dẫn các bạn. Tại sao hôm nay mình lại hướng dẫn các bạn
cái kênh kỹ thuật số này cái đầu năm cuối năm ngoái, trong cuối năm 2018 là trên TV và trên cái phương tiện đại chúng nó sẽ nhắc rất là nhiều. Trong thời gian cuối năm ngoái này nhắc rất là nhiều đến cái truyền hình kỹ thuật số mặt đất này các bạn. Đây là cái mức đột phá này, cái mức đột phá của cái công nghệ về cái số hóa truyền hình nha các bạn. Mà trên thời sự nó đã nhắc rất nhiều cuối năm ngoái này, bây giờ nó phổ biến rồi nên không nói nữa. Bây giờ là người dân tự phổ biến với nhau. Nhưng mà hôm qua có một cái hôm bữa nghỉ đấy, hôm chủ nhật tuần trước có một bữa nghỉ, có một cái anh kia anh về anh tặng bố anh một cái tivi, tặng bố anh một cái tivi, cái tivi 40 inch mà anh ấy quên anh không có cài đặt cái đài này nên nó mất, không có dò cái kênh kỹ thuật số này lên nên bố anh ấy tối anh không coi được thời sự, ông ấy tối nào ông phải coi thời sự. Ông không coi được thời sự thế là ông mới chửi thằng con ông mấy ngày á. Đến ngày hôm qua thì ông mới sang ông ấy ngồi nói chuyện tâm sự, mình mới biết là ông ấy chưa dò cái thuật số thì mình sang mình dò lại cho ông ấy. Thế nhân tiện hôm nay mình cũng làm một cái video này để cho những người mà người ta chưa biết á. Cái video này là những người chưa biết thì vào đây bật cái video này để coi cái cách mà dò kênh nha các bạn. Ở mình là cái vùng chắc là vùng quê nhất của cái vùng mình là vùng Châu Pha Tân Thành. Bây giờ lên Phú Mỹ là chắc là cái vùng quê nhất của cái xã hội Việt Nam đấy, cái của đất nước Việt Nam rồi. Đã có cái kênh này nó đã bắt được khoảng 50 đài. Trên dưới 50 đài một tí, chắc là cả nước Việt Nam đều bắt được hết rồi nha các bạn. Tùy theo vùng mà cái anten của mình phải làm cao hay thấp nha. Đáng nhẽ cái anten kỹ thuật số mặt đất này theo quảng cáo là nó chỉ cần lắp ở trên cái đầu tivi là nó sẽ bắt được khoảng 40-50 kênh, nhưng mà mình vẫn cho trên ngoài trời để nó bắt nét hơn. Bắt nét hơn các bạn. Rồi các bạn chờ nó dò kênh. Rồi kênh hơi lâu, rồi kênh tốc số này tặng nhiều, tại vì nhiều kênh nên nó hơi lâu. Này các bạn thấy này, dò được 152 kênh rồi này. Dò cũng khá lâu đấy, dò khoảng 10-15 phút đấy. Đừng 152 kênh rồi, nó báo đây này, đã thấy 152 kênh nhưng mà không phải kênh, khoảng nó coi được khoảng năm mấy kênh thôi các bạn. Còn mấy kênh kia là bản quyền. Ngày xưa mà cái tivi ngày xưa mà có dùng anten mà xoay tròn quay quay xoay lại là chỉ có 10 khoảng 10 kênh là mừng muốn phát khóc còn rồi, bây giờ nó tới năm mấy kênh 60 kênh rồi coi được rồi. Rồi giờ xong rồi 100% à. Cũng phải mất 15 phút đấy. À, cái đằng sau nhà mình là cái cửa kính phản chiếu ánh sáng nó hơi khó nhìn, các bạn thông cảm nha. Nó là dọt được từng này kênh à. Mấy cái kênh này là không coi được là HBO. Nó báo là có là HBO này, TV này, Today này, nhưng mà không coi được đâu các bạn. Rồi bấm OK. Rồi bấm menu. Rồi bấm các bạn bấm chữ list này, list trên cái remote này. Chữ list này. Là nó sẽ ra tất cả các kênh này. Nít này. Ra tất cả các kênh này. Các bạn bấm xuống để tìm các kênh này. Đấy. Và nó dò 150 mấy kênh á. Thì các bạn cứ xuống đi xem kênh nào coi được.
thì mình để lại kênh nào không coi được thì xóa, nhưng mà cứ để đấy. Mình chỉ nhớ cái kênh mình mua hai coi thôi. Đây. Trên thực tế thì việc xử phạt các lái xe uống rượu bia cũng không phải lúc nào. Đấy. Nhiều lái xe rất nét nha các bạn. Gây khó khăn cho việc kiểm tra xử phạt. Ghi nhận của phóng viên Hồng Phong. Rất nét thì truyền hình số mặt đất này rất nét nha các bạn. Tại vì nó phát theo cái tiêu chuẩn chuẩn HD á, này HD này. Cái dàn anten này có giá 50.000 và các bạn phải mua thêm một đoạn dây khoảng 50.000 nữa nha các bạn. Tổng cộng hết khoảng 100.000 nha. Rồi chào các bạn. VTV6. Ở rất nhiều kênh nha. Ở khoảng năm mấy kênh, năm mấy sáu cục kênh vừa nên mình nói á. Đấy, kênh Vĩnh Long này, kênh Vĩnh Long là kênh mẹ mình thích lắm này.